Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sàn Ô Tô Mỹ Đình. Và em Nam Bin hôm nay sẽ lên sóng giới thiệu cho quý vị anh chị một cái mẫu xe vừa mới cập bến Sàn Ô Tô Mỹ Đình xong. Và đây là chiếc Peugeot 5008 sản xuất năm 2021 phiên bản Allure, động cơ 1.6 turbo, xe trang bị ngoại thất màu đỏ, nội thất là màu đen. Và xe mang biển số thành phố, lăn bánh được 3 vạn km. Chiếc xe này hiện tại đang có giá tại Sàn Ô Tô Mỹ Đình là hơn 1 tỷ 1 nha mọi người nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm xem chiếc xe Peugeot 5008 model mới nhất ở thời điểm hiện tại này có những gì khác biệt so với phiên bản cũ nhé. Thì về phần đầu xe chúng ta có thể thấy là cái mặt ca lăng dạng hình thác nước đã được mạ những cái phần chrome như này, nhìn đầu xe rất là khỏe nha mọi người. Thêm vào đó là cái đèn LED daylight chạy dài từ đèn pha xuống đến phần dưới của cản này, nó thể hiện cho cái nanh của đúng cái con sư tử ở logo của chiếc Peugeot này. Vâng, mời mọi người đi một vòng quanh xe. Tất cả mọi thứ sơn si rồi phần gân thân xe, cánh cửa đều hoàn toàn nguyên bản và zin 100% nha mọi người nhé. Ở phiên bản 5008 thì nó sẽ có 3 phiên bản, đó là bản AT, bản Allure và bản GT Line. Thì rất dễ nhận biết để chúng ta có thể so sánh giữa bản Allure và bản GT Line ở cái mâm, cái la răng nhé mọi người nhé. Còn về phần ngoại thất cũng như là phần đèn thì nó cũng hoàn toàn giống nhau. Ở cái phiên bản model 2022 mới nhất này thì cái phần đèn hậu này cũng đã hoàn toàn khác nhé mọi người nhé. Nó vẫn là thuộc dạng hình phím đa nhưng nó sẽ chỉ có một màu vàng, màu LED vàng này thôi. Nó không còn cái màu đỏ nữa. Đó là một cái phân biệt giữa phiên bản cũ và phiên bản này. Thêm vào đó là cái phần ống xả kép cũng được mạ viền chrome. Đó. Chiếc Peugeot thì ở thời điểm này 1-2 năm trở lại đây thì dòng xe Peugeot từ 2008 đến 3008 và 5008 thì đã được người dùng lựa chọn và sử dụng rất là nhiều ở Việt Nam. Chúng ta khi đi ra đường có thể thấy rất nhiều những chiếc xe Peugeot. Vâng, chiếc xe này còn rất là mới và chất nhé mọi người nhé. Bản Allure thì vẫn được trang bị cốp điện, kèm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh nhé mọi người nhé. Đây, mọi người có thể thấy này, xe rất là mới nhé. Hàng ghế thứ 3 này gần như là không sử dụng và khi gập xuống chúng ta sẽ có một cái khoang hành lý rất là rộng rãi. Tiếp theo thì em sẽ mời mọi người đi vào trong cái khoang nội thất của chiếc Peugeot 3008 này. Đó, những cái giải LED viền nội thất này cũng như là tất cả mọi chi tiết thiết kế của chiếc xe này nó rất là tinh tế. Vô lăng đê cắt cả trên cả dưới, nhìn rất là độc lạ. Những cái phím bấm như những cái phím đàn đấy ạ. Màn hình rất là to nha mọi người nhé. Và ghế lái thì được trang bị ghế lái chỉnh điện này, ghế còn rất là căng này. Đó. Thêm vào đó là chúng ta có một cái cửa sổ trời toàn cảnh rất là rộng. Còn đây sẽ là cái khoang hành khách thứ hai, rất là rộng rãi. Và chiếc xe được trang bị dàn loa Foco nhé mọi người nhé. Đó, loa Foco nghe rất là phê. Hiện tại thì nếu mọi người mua chiếc xe này sẽ tiết kiệm đâu đó được khoảng gần 200 triệu nhé mọi người nhé. Nên là đây là một sự lựa chọn cũng rất là hợp lý. Ở thời điểm kinh tế nó khó khăn như này thì chúng ta tiết kiệm được ít nào là hay ít đấy. Nên là mọi người có thể nhanh chân đến địa chỉ 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội, Sàn Ô Tô Mỹ Đình có thể lái thử và trải nghiệm cũng như là đưa ra quyết định lựa chọn chiếc xe này. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người và chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Và tất cả xe bán ra thì đương nhiên sẽ có cam kết bằng văn bản là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hồ sơ nguyên bản và hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không phạt nguội. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.